Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test con âm ly Anh Quốc, âm ly cổ về sản xuất vào thập niên 60, LED T30. Đây là những con âm ly, coi như là sơ khai của hãng LED. Thì con này nó đánh gồm 5 tụ nhôm rất to về xuất âm tụ ha, và 4 con sò Philips gạt manium ha, dòng sò Muller quý vị. Dòng này là Muller ha. Sò mỏng hết ha. Và quý vị xem dị mạch rất là mới quý vị. Đấy, hàng này thì tuyệt đẹp rồi. Đấy, những cái dòng toàn hàng để bay về vì không phải suy nghĩ về cái độ chất nha quý vị. LED 30 thì con này thì hay nhất cái dòng LED 30 quý vị, 30 LUT rồi 70 rồi Delta, rồi nói chung là con này là con đầu tiên và là hay nhất của dòng. Đấy, và có cái mức giá cao nhất dòng luôn. Đấy, và đây là con Marantz CD19 nha, CD19. Anh em thích nghe những cái chất âm mà chậm rãi, mượt. Đấy, chất âm nó thực nhất thì đây là những con Marantz nha. Nó không có nịnh như những con Sony. Và đây là con loa KLH. KLH 17 nha quý vị, sở hữu bass 25 và một chép. Loa này cũng đẹp xuất sắc luôn ha. Loa đẹp xuất sắc luôn. Đô la có mức giá là 7 triệu nha quý vị. Con CD có mức giá là 3,8 triệu. Và con LED này thì có mức giá trên 10 triệu ha. Vỏ gỗ rất đẹp. Tất cả là nguyên zin, nguyên bản hết quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Quý vị nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất. Em xin chân thành cảm ơn.